Gia đình Dương xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với kênh Vợ Việc Chồng Ấn Cuộc Sống Ba Lan. Thời tiết đang là âm 4 độ, very lạnh, trời ơi lạnh quá. Lạnh quá, đây là tiết rơi hôm qua nè cả nhà. Đã quá nè Rani. Si không? Ở nhà mình si không? Ở cả nhà mình nhìn thấy không? Trời ơi khói. Lá vàng lá đỏ rụng khắp sân cỏ, cộng thêm mà tuyết rơi nữa, nhìn nó đẹp, nó lạ lắm, nhìn nó rất là này nọ luôn. Nhà Dương đang chuẩn bị chờ xe tới để đi ra ngoài, đi tới cái. Bây giờ nhà Dương đang chờ xe tới nè, đặt taxi rồi, 5 phút họ mới tới. Trời lạnh quá cả nhà ơi, nói chuyện mà nó ra khói nè. Hôm nay nhà Dương đi lấy cái thẻ TIC, thẻ tạm trú 3 năm. Làm con Ranvi xin chào ông bà cô chú. Gia đình con hôm nay rất là vui mừng để đi nhận thẻ luôn. Chúc ông bà cô chú một ngày thật là tốt lành, vui vẻ nha. Gia đình con rất là háo hức, đang trên đường đi tới cái trung tâm để mà nhận cái thẻ này. Cái thẻ này nhà con đã chờ lâu lắm rồi, làm là nộp đơn 8 tháng rồi đó. Do là chiến sự của Ukraine với lại Nga đó, cho nên là họ làm hơi chậm á, chứ bình thường thì nghe nói là khoảng 6 tháng là có rồi. Nhưng mà trên đường đi kẹt xe quá trời luôn nè, xe là cà nhích luôn, tới bây giờ là mới có nhích nhích ra được khỏi cái khu dân cư chút xíu thôi đó. Nhà Dương rất là háo hức luôn, tại vì đã lên kế hoạch là sẽ có thẻ xong là mình sẽ đi về thăm Việt Nam nè, thăm Ấn Độ nè, quê hương chồng Dương ở Chennai nè, rồi đi Bangalore, thành phố mà nổi tiếng là thung lũng Silicon của IT Ấn Độ, rồi nhà Dương đi thăm gia đình bên đất nước Qatar nữa. Nói chung là nhiều dự định lắm, sau đó là sẽ đi khắp châu Âu để đi du lịch nữa. Trời ơi, nói chung là háo hức lắm cả nhà ơi. Do là văn phòng chính phủ cho nên Dương không có quay cho cả nhà mình xem. Bây giờ nhà Dương đi về nè. Hôm nay Dương giới thiệu cả nhà cách mà người Ba Lan họ sẽ mua nhà bằng cách nào để được giá tốt nha. Đây là cái hộp thư khu dân cư á. Bắt đầu họ muốn mua nhà, cái họ viết một cái tờ giấy đơn giản lắm. Họ ghi thông tin số điện thoại họ, rồi họ nói là họ muốn mua nhà, cái họ để vô từng cái hộp thư trong cái nhà mình vậy đó. Dương thấy cái cách này đơn giản mà có thể mua được chính chủ luôn nè. Bên Việt Nam mình Dương thấy là ít có khi mà dùng cách này lắm. Thường là đi hỏi bên website hay là hỏi qua mấy cái người môi giới không à. Dương thấy cách này được nè. Mọi người có thể gửi vô từng nhà để mà mình hỏi người ta như vậy, mình sẽ mua được chính chủ luôn đó. Giờ Dương lo nấu cháo cho Henry ăn trưa nè. Bữa nay Dương nấu cháo cà gót với lại trứng, lòng đỏ trứng gà. Mà thường Dương nấu trứng á, là Dương sẽ chia ra cháo riêng để chừng nào ăn Dương mới bỏ trứng. Tại vì bác sĩ, Dương có đọc bác sĩ nó dặn là trứng mình để lâu rồi mình hâm lại nó sẽ hơi ra những cái chất không có tốt á. Cho nên mà trứng mình sẽ nấu liền rồi mình ăn thôi chứ mình không có hâm. Giờ quay qua rửa ít nho lát cho chồng Dương ăn nè. Món Ấn Độ á, là ăn toàn là không có rau, không có chất rau xanh gì đâu. Cho nên là phải bổ sung vô trái cây bù, chứ còn không là trong người sẽ nóng lắm. Hôm nay đi ra ngoài về trễ cho nên là Dương không có nấu cơm trưa cho cả nhà. Hôm nay nhà Dương sẽ đặt ở ngoài ăn. Chồng Dương ổng đặt món Ấn riêng, còn Dương thì đặt hamburger. Ăn món Ấn hoài với ổng cũng thấy ngán rồi, cho nên là lâu lâu muốn đổi khẩu vị ăn mấy cái món khác. Sẵn Dương giới thiệu cả nhà mình cái máy Rofi này mà Dương mua có 2,4 triệu, nhưng mà Dương thấy nó rất là an toàn nếu nhà mình có em bé. Máy đó là máy Dương làm nước nóng, mà nước mình chế vô nó sẽ giữ lạnh như vậy hoài, nó không có nóng. Chừng nào mình nhấn nút lên á, mình lấy nước ra thì nó mới làm cái nước nóng cho mình, mình muốn lấy như mình lấy. Dương thấy cái đó rất là an toàn luôn á. Cả nhà mình có em bé thì mình thử, mình tìm hiểu, mình mua cái máy nước nóng dạng này đi. Chồng Dương ông đặt đồ ăn giao tới rồi nè. Đây là cái món bánh nan cộng thêm cái cà ri gà, mà cà ri gà nhà hàng họ nấu thì nó sệt sệt, họ xay ra hết vậy đó cả nhà. Món Ấn là vậy đó, lúc nào nó cũng phải sệt sệt có nước như vậy đó để mà họ chấm, chứ là họ không có ăn khô như mình đâu. Ăn khô ăn không được, lúc nào cũng phải có sệt sệt cà ri để mà mình chấm vào. Nhưng mà cái món nó ăn nó bắt lắm á, tại vì cái món bánh đó họ làm bằng cái bột tú mì rồi cán ra, rồi cái họ có đôi lúc họ để khoai tây chính giữa.
Em đút cho ăn nửa đường rồi nó không chịu ăn nữa, phải cầu cứu ba ra nè. Ba ra chỉ ngồi vậy đó, ba ăn vậy mà nó ngồi im, nó cho em ăn. Thế vậy em quay cho cả nhà mình xem nè, nói với ba nó vậy đó. Mà nó ba nó để vậy mà nó không bóc nha. Chồng em đặt cái hamburger siêu khổng lồ cho em luôn. Bên đây cái gì cũng vậy, đồ ăn họ làm to mà lớn dữ lắm. Cái hamburger này là giá nó là khoảng 270 ngàn, tính luôn phí ship là 50 ngàn, nó là 320 á. Tính ra nó không có mắc cả nhà. Tính ra giá vậy là cũng được, to lắm, bằng nguyên cái bàn tay em là em để cho cả nhà coi, nó to vậy luôn á. Hôm nay tạm xin chào cả nhà tại đây nha. Lần sau em sẽ làm một cái video mà để giới thiệu cho cả nhà mình biết cái cách mà nhà em nhận visa từ bên Việt Nam qua bên Ba Lan như thế nào, và em làm thẻ 3 năm khối Schengen như thế nào, để cho cả nhà mình biết nắm thông tin để tham khảo nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên nhấn like, share, subscribe.